Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin các vị lãnh đạo nghĩ gì, một hệ thống do dân vì dân hay sẵn sàng ăn thịt dân. Cũng nhiều năm rồi, ít ra là vài chục năm nay ở Việt Nam, câu khẩu hiệu là của dân, do dân, vì dân chủ yếu để người ta trích dẫn một cách mỉa mai. Nhân vụ Việt Á khiến bộc lộ cả hệ thống công quyền đã trở nên bất lương đến mức lợi dụng cơn đại dịch để bòn rút tiền của nhân dân và tiền ngân sách với giá cắt cổ. Khẩu hiệu giải cứu dành cho các chuyến bay cũng khiến cho đồng bào hải ngoại rợn tóc gáy vì giá chặt chém gấp 5 đến 10 lần bình thường. Nhà văn Đoàn Bảo Châu có bài viết gửi đến các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trên trang Facebook cá nhân, dựa trên hai sự kiện tham nhũng đáng ghê tởm nhất lịch sử Việt Nam trong vòng điều tra đang diễn ra. Tiếp nối việc các tỉnh thành đua nhau mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao để hưởng lợi là việc các chuyến bay giải cứu bà con đã bị kẹt ở nước ngoài về Việt Nam với giá rất cao. Có người phải về bằng cách qua Campuchia dù vất vả nhưng rẻ hơn tầm 44 triệu đồng thay vì 170 đến 240 triệu đồng cho một vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là hình ảnh người Việt Nam bay về Việt Nam luôn chọn quá cảnh qua Campuchia mặc dù có tiền bởi các chuyến bay giải cứu có giá cắt cổ. Theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, so với chuyến bay giải cứu thời kỳ đầu thì giá tăng lên tới 3-6 lần. Và câu hỏi là cái văn hóa chặt chém này từ đâu mà ra? Ai phải chịu trách nhiệm về cái văn hóa ăn thịt đồng loại này và ai nên thấy xấu hổ đây? Xin thưa, tất cả là do hệ thống này sinh ra và những người đứng đầu hệ thống nên thấy đấy là trách nhiệm của mình và nên thấy xấu hổ. Văn hóa Việt Nam luôn để cao tinh thần lá lành đùm lá rách. Một con ngựa đau cả tàu bỏ máng hay chị ngã em nâng. Mùa dịch có bao tấm lòng người dân giúp đỡ lẫn nhau. Các doanh nhân bỏ tiền tỷ ra mua quà, nấu những bữa ăn tri ân các cán bộ y tế đang chống dịch hay an ủi những bà con khốn khó. Thì những người trong hệ thống tận dụng cơ hội này để ăn thịt đồng loại, đó là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính cái hệ thống hô hào đốt lò này lại là một cỗ máy hoàn hảo sản xuất ra củi. Đã nói tới tham nhũng thì chỉ có cán bộ trong hệ thống, chứ dân thì làm gì có cơ hội nào mà tham với nhũng. Một hệ thống luôn đề cao là do dân, vì dân, nhưng hở ra là ăn thịt dân. Tôi nghĩ cái cuộc điều tra nên làm sâu vấn đề ai là người đưa ra chủ trương chọc mũi dân lao động với giá cao liên tục như vậy. Đành rằng là hệ thống chống dịch, nhưng liệu đằng sau việc hô hào ngoáy mũi một cách thần tốc ấy có còn một động cơ gì nữa hay không? Văn hóa là một quá trình để xây dựng lâu dài và hình ảnh ảnh hưởng của bộ máy cầm quyền tới văn hóa là rất lớn bởi nhà dột từ nóc. Thử nghĩ xem, việc mua kit xét nghiệm giá cao hay bóp chẹt giá về hồi hương của đồng bào xa xứ liệu có xảy ra ở một nước như Nhật Bản hay không? Mặc dù nước nào cũng có tham nhũng nhưng ở họ không trở thành quốc nạn như ở Việt Nam. Đây là một hệ thống tham nhũng có hệ thống. Đây là một căn bệnh ung thư di căn toàn bộ hệ thống từ đầu não Trung ương Đảng Cộng sản cho đến các làng, xã, huyện, thị. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự bao gồm của Cục Phó, Cục trưởng đã bị khởi tố vì ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu. Đấy chỉ là những ngành liên quan tới dịch bệnh, nhưng khi có cơ hội thì tôi tin rằng những ngành khác cũng sẽ bật lộ sự bồng thỉu ra một cách tràn lan, không kém. Một bộ máy bị ung thư như tham nhũng, di căn khắp nơi thì đấy là một thảm họa cho đất nước, cho dân tộc. Nó sẽ làm yếu đi mọi mặt, quân sự, kinh tế, lòng tin của dân và bộ máy lãnh đạo và vào tương lai. Trẻ em khi biết những điều này, chúng sẽ cảm thấy xã hội mà chúng chuẩn bị bước chân vào là một xã hội bẩn thỉu. Chúng sẽ tìm cách làm việc, sinh sống ở nước ngoài khi có cơ hội. Niềm tự hào của chúng về đất nước sẽ không còn. Tôi cứ tự hỏi liệu những lãnh đạo cấp cao cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, rất đáng xấu hổ, đáng báo động và cần thay đổi hay không? Một xã hội có nhiều vấn đề như vậy nhưng liên tục bỏ tù những người đấu tranh cho dân oan, cho dân chủ, cho nhân quyền. Vậy toàn dân nên biến thành một lũ cừu, không được ho he gì về những sai trái của bộ máy cầm quyền hay sao? Tôi cũng tin rằng rồi đây sẽ còn rất nhiều những be bét được bung ra trong những ngày khác. Không có một loại thuốc nào chữa được ung thư đã di căn,
trừ khi những người đứng đầu có một tầm nhìn thấu đáo vấn đề và đưa ra những cải cách cần thiết. Điều trước tiên cần làm là hãy cho phép nhân dân mở miệng, lắng nghe và vận động động viên những ý kiến phản biện. Đây là hình ảnh Thông tấn xã Việt Nam với bản tin dối trá vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận và đã đạt chuẩn quốc tế. Và chỉ trong thời gian ngắn, Việt Á đã thu về 4.000 tỷ đồng từ những bộ kit xét nghiệm dởm như thế dưới sự bảo kê của các tờ báo của Đảng. Làm thế không những hạn chế được tham nhũng mà còn có tác dụng thúc đẩy tư tưởng tiến bộ từ thế hệ trẻ, những người chủ trương và chủ tương lai của đất nước. Tư tưởng tiến bộ cởi mở, cách nhìn thẳng thắn vào những vấn đề của xã hội giống như luồng ánh sáng hồng ngoại, soi rọi vào những ổ bệnh tối tăm, bẩn thỉu, sẽ giúp xã hội tốt dần lên. Sau vụ tóm cả cụ ở Cục lãnh sự, có sở đến các đại sứ quán ở Việt Nam ở nước ngoài hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đó là điều mà nhà báo Mạnh Quân đã nêu ra với tựa đề bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Vụ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tóm cả ban lãnh đạo Cục lãnh sự vào hôm qua về tội nhận hối lộ thực sự là vụ lớn, cho dù với chức vụ, những người bị khởi tố bắt tạm giam vào hôm 27 tháng 1 không to bằng nhiều ông, bà bị bắt vào thời điểm cận Tết mấy năm trước. Tuy nhiên, vụ này tính chất rất đặc biệt bởi không chỉ là vấn đề tham nhũng, tranh thủ, mùa dịch, mà trong lĩnh vực này nhiều năm qua, có thể nói ít nhất là trong khoảng 20 năm nay, tình trạng nhũng nhiễu, tham tàn của cán bộ lãnh sự Việt Nam ở nhiều nước đã được lên tiếng, phản ánh rất nhiều, nhưng chưa có vụ nào được điều tra, xử lý đến nơi đến chốn. Đột nhiên, một vụ việc được khởi tố tại Cục lãnh sự và cơ quan điều tra khởi tố từ Cục trưởng, Cục phó, Chánh văn phòng cho tới nhân viên. Nó cho thấy tính chất nghiêm trọng của câu chuyện. Ở đây không chỉ là việc nhận hối lộ của vài cá nhân, mà nó có dấu hiệu khá rõ của một vụ tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, yếu tố tăng nặng cho hành vi của mỗi cá nhân. Và hiển nhiên, dân tình rất hả hê, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch, nguồn của báo quốc tế. Cách đây 4 năm, Chủ tịch của hãng hàng không đã từng gọi tôi nói chuyện khá dài và có gợi ý hỗ trợ tôi chi phí toàn bộ vé máy bay đi lại đến nhiều nước để điều tra về tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, nhân viên sứ quán Việt Nam. Vì theo ông, tình trạng đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài ngại đi và đến Việt Nam do mất nhiều chi phí thủ tục khi làm visa, có rất nhiều khoản không đúng quy định, nhiều việc khó có thể làm nếu không đút lót, khiến người ta rất khó chịu khi làm việc với cán bộ, nhân viên, lãnh sự Việt Nam. Tiếc là thời điểm đó tôi cũng bận nhiều việc mà không nhận lời đề nghị hay hò này. Nhưng sau đó thì cũng có rất nhiều ý kiến, thông tin phản ánh về tình trạng nêu trên. Có cả một group là nhóm tôi và sứ quán, nơi nhiều người Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng rất gay gắt, cụ thể về những cơ quan lãnh sự nào, cán bộ, nhân viên nào, có những hành vi như thế nào, gây nhũng nhiễu, vòi tiền, vân vân. Có cả những kiến nghị rất cụ thể của những kỹ sư, sinh viên, nhà nghiên cứu vân vân Việt Nam ở ngoài nước để chấn chỉnh tình trạng trên ở nhiều cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Và group này thực sự cũng khiến tình trạng trắng trợn ở nhiều sứ quán giảm đi, bớt đi đáng kể. Tuy nhiên thực tế cho đến nay, theo nhiều người, nó vẫn có thể diễn ra khá nặng nề. Đây là hình ảnh nhóm tôi và sứ quán có 38.000 thành viên. Một điều dễ hiểu là do những cơ quan này ở nước ngoài, khả năng giám sát kiểm tra của các cơ quan trong nước rất kém, lỏng lẻo hơn rất nhiều với các cơ quan trong nước, nên ở đó người ta dễ làm bậy bạ hơn mà không sợ bị phát hiện, xử lý. Nhận ra lỗ hổng này, một số đại biểu quốc hội khóa trước đã có kiến nghị đưa vào chương trình giám sát hàng năm của quốc hội các hoạt động của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng đáng tiếc, các kiến nghị này đã không được đưa vào. Đối với báo chí, trong suốt thời gian dài, lĩnh vực này dường như bất khả xâm phạm vì viết gì người ta hay quy là ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cơ quan ngoại giao Việt Nam, nên tin bài viết có lên cũng rất dễ bị gỡ, bị ngăn chặn, không thể làm sâu hơn. Cho nên, ngay sau vụ bắt cả nhóm đầu não Cục lãnh sự Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra ở nhiều cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan thanh tra, kiểm toán cũng vào mạnh, xử lý triệt để, làm minh bạch, lành mạnh hóa hoạt động của các cơ quan lãnh sự Việt Nam, thì bà con còn ủng hộ, vỗ tay rất nhiều.
Nhà báo Mạnh Quân nêu ra quan điểm của mình như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin 3 điều đồn đại về Thiền sư Thích Nhất Hạnh phải kiểm chứng bằng sự thật lịch sử. Ngay khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới qua đời thì lập tức rất nhiều nguồn tin đồn đại về ông đã được nhắc đến và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ nhanh chóng mặt cùng với những lời bình cay độc. Ba luận điểm chủ yếu được nêu lên là: một là Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm người ủng hộ Cộng sản và đi đêm với Cộng sản. Hai là Thiền sư Thích Nhất Hạnh có vợ con nhưng che giấu. Ba là Thiền sư Thích Nhất Hạnh vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ bỏ bom chết 300.000 thường dân Bến Tre. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh với thuyết giảng tại Sydney, Úc vào tháng 10 năm 1966. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nêu lên quan điểm của mình rất cụ thể về đúng 3 điều đồn đại này và cho rằng người đọc cần tự kiểm chứng khi tiếp cận các nguồn thông tin này. Ông chia sẻ: vào ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời đã có nhiều cuộc tranh cãi về cuộc đời và hoạt động của ông ở các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Vốn là một người chủ trương hòa bình và có những ngôn luận chống chiến tranh với cả hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Và như hãng tin AP đưa tin là dù chủ trương kêu gọi các giải pháp hòa bình nhưng ông vẫn phải trả giá cho quan điểm riêng của mình. Sau năm 1975, khi miền Nam sụp đổ, thì sự oán hận của những người đứng về phía miền Nam Việt Nam Cộng Hòa vẫn kéo dài suốt nhiều thập kỷ niên. Nhiều nhân vật được cho là làm lợi cho Cộng sản hay đứng về phía Cộng sản vẫn bị đưa ra làm đề tài để chỉ trích. Mặc dù không chọn phe, nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn bị coi là đi đêm với Cộng sản. Tương tự như Hòa thượng Thích Chí Quang, mặc dù sau khi thống nhất địa lý đất nước, nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn có những đối xử phân biệt khắc nghiệt với cả hai vị này. Lịch sử hiện đại Việt Nam, đặc biệt qua hai nền Cộng Hòa và cuộc chiến tranh Nam Bắc, chồng chéo muôn điều phức tạp. Để nhận định đủ và đúng, cần phải có đủ tư liệu và thời gian để quan sát. Tuy vậy, từ khoảng cuối thế kỷ thứ 20 cho đến nay, những nhận định cá nhân và quan điểm phù hợp với sự tức giận của đám đông đã chiếm ưu thế, bất chấp các chi tiết không đúng, thậm chí là tin giả. Dưới đây là ba lời đồn đại tiêu biểu nhất. Thứ nhất là Thiền sư Thích Nhất Hạnh ủng hộ Cộng sản và đi đêm với Cộng sản. Dĩ nhiên, trong cái nhìn của đám đông ủng hộ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì bất luận sự phản ứng nào chống lại hoặc khác biệt quan điểm đều dễ bị gọi là Việt Cộng. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng mục sư Martin Luther King trong một cuộc họp báo về chiến tranh ở Việt Nam tại Chicago vào ngày 31 tháng 5 năm 1966. Ngay sau sự ra đi của ông Thích Nhất Hạnh, đã có một bài viết trên trang Facebook của một vị linh mục hiện sống tại Mỹ chỉ trích rất nặng lời. Bài đăng này nhận được nhiều sự ủng hộ của giới chống cộng và tín hữu Công giáo. Tuy nhiên, quan điểm chính của bài viết này nhận định ông Thích Nhất Hạnh là tay sai Cộng sản hay đi đêm với Cộng sản từ những năm 60 là hoàn toàn phi lý, vì đó là một nhận định không có căn nguyên. Để chứng minh điều này rất rõ, nhiều ngôn luận và nhận định của ông Thích Nhất Hạnh về việc bất đồng với chế độ Cộng sản có thể tìm thấy dễ dàng bằng một cú click trên Google. Cụ thể, chẳng hạn trên tờ The New, bài đăng vào năm 1966 đã trích lời khẳng định của ông Thích Nhất Hạnh về Cộng sản qua bản dịch của giáo sư Hoàng Ngọc Tuấn tại Úc như sau: chúng tôi biết rất rõ về những sự cấm đoán đối với Phật giáo ở miền Bắc. Chúng tôi đã nghiên cứu những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi biết rằng tôn giáo không thể tồn tại trong tinh thần của chủ nghĩa Mác. Rồi nhiều người vẫn nói là trong khi vị thiền sư lên tiếng với báo chí về sự chỉ trích Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng lại không lên tiếng nói gì về chính quyền Hà Nội. Tuy nhiên, điều này không đúng. Trong các lần trở về Việt Nam, ông Thích Nhất Hạnh đã nói trực tiếp và thậm chí vận động chính quyền Hà Nội về những cải cách chính trị, thả tù nhân lương tâm hay tự do tôn giáo. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu một buổi đi bộ thiền tại Làng Mai ở Pháp vào năm 2014, đó là phép thiền hành của Làng Mai. Những chi tiết này được ghi trong tập 1 bộ Biclis do báo Người Việt ở Mỹ phát hành. Có thể xem thêm bài viết của nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên viết cho Người Việt hoặc trên trang BBC. Việc chọn lựa quan điểm thể hiện nhiều tính chất chính trị hơn ở trong thời cuộc
là lựa chọn của ông Thích Nhất Hạnh. Và sẽ nhiều năm nữa, với những tư liệu đầy đủ hơn được tiết lộ, thì có lẽ cái nhìn về ông sẽ rõ ràng hơn, đính danh đúng hơn. Nhưng ở lúc này, để xác định ông là tay sai Cộng sản hay đi đêm với Cộng sản hoàn toàn là võ đoán và vô căn cứ. Việc ghét bỏ dựa trên cách ông chống chính quyền Mỹ vẫn được xem là khuynh hướng chung của những người theo chủ nghĩa dân tộc như hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn. Và dư luận thứ hai đó là có vợ con nhưng che giấu. Sự kiện vô căn cứ này được rộ lên sau khi thiền sư ra đi. Ai đó đã tung một bức ảnh mơ hồ của ông và một vài phụ nữ trẻ em và nhất định xác quyết đó là gia đình ông. Trong số những người đưa và tung những tin giả này có cả một nhân vật từng làm trong Bộ Nội vụ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, rất nhanh là những ngôn luận này đã bị vạch mặt bởi đó là bức ảnh của gia đình họa sĩ Võ Đình đi thăm ông Thích Nhất Hạnh và chụp làm kỷ niệm. Đây là hình ảnh, bức ảnh của gia đình họa sĩ Võ Đình đến thăm thầy Thích Nhất Hạnh và mạng xã hội đã dùng để dựng chuyện rằng ông có vợ có con nhưng che giấu. Chính phu nhân của họa sĩ Võ Đình đã công khai tố cáo rằng bọn lưu manh đã nhặt, cắt xén và ghép thêm hình ảnh và tấm ảnh gia đình do chính họa sĩ Võ Đình chụp thầy Nhất Hạnh và con của họa sĩ Võ Đình. Tiếc thay, tiếng nói thật vẫn đang chìm đắm trong sự loạn lạc của dòng tin thất thiệt. Về tuyên bố Mỹ bỏ bom chết 300 người dân ở Bến Tre, đây là một trong những ngôn luận chính dẫn theo vô số những lời chỉ trích và khẳng định ông Thích Nhất Hạnh là Việt Cộng. Theo những lời kể lan khắp các mạng thì ông Thích Nhất Hạnh đã bịa đặt chuyện Mỹ bỏ bom chết 300.000 dân để kêu gọi thế giới chống chiến tranh Nam Bắc. Thế nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác. Nguyên văn của câu chuyện đã được tờ báo New York Times đăng tải vào năm 2001, là một trong buổi thuyết pháp ở Mỹ vào ngày 25 tháng 9 ở New York. Khi đọc một bài thơ của mình, ông Thích Nhất Hạnh có kể là bài thơ ra đời khi ông nghe tin Bến Tre với dân số 300.000 người bị ném bom phá hủy vào năm 1968, khi quân đội Mỹ có tin là khoảng một chục lính Việt Cộng đang ẩn nấp trong đó. Bất nhẫn hơn vì qua một bản tin của hãng thông tấn AP, một cấp chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng đó là sự cần thiết để phá hủy thành phố này nhằm cứu nó. Trong bản tin tường trình chiến sự từ Việt Nam vào đầu năm 1968. Đây là hình ảnh, bên trái là bài báo của AP với tựa đề đó là sự cần thiết để phá hủy thành phố này nhằm cứu nó. Bên phải là bài viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trích dẫn sai về số dân ở Bến Tre dựa vào nguyên bản của AP. Tuy nhiên, nội dung bài viết của ông không có gì là vu cáo quân đội Mỹ. Con số về người dân ở Bến Tre lúc đó chính xác là khoảng từ 30 đến 35.000 người. Nên về số liệu thì ông Thích Nhất Hạnh đã trích dẫn sai, nhưng nội dung thì hoàn toàn không giống với những gì những tin đồn đoán, tố cáo và phục vụ cho Việt Cộng vẫn đang thao túng nhiều nơi. Trên thực tế, yêu hay ghét thiền sư Thích Nhất Hạnh là chuyện bình thường. Mọi nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới đều phải trả giá cho sự độc lập về tư duy của mình. Như Đức Đạt Đa Đạt Ma vẫn bị phía chủ trương kháng chiến với vũ lực chống Trung Quốc nói ông là phản đội. Đức Thánh Cha Francis vẫn bị nhiều giám mục, linh mục, tín đồ chống đối và ghét bỏ những cải cách nhận định của Ngài. Nhưng mọi thứ cần đặt trên sự thật, sự ghét bỏ đơn thuần, không làm nên nền văn minh và chính sự hiểu biết và quan sát đầy đủ mới có thể tạo dựng được phát triển của một dân tộc hay thế giới này.